mẹ để tạo nên một mái ấm hạnh phúc, cũng như Chúa Giêsu giáng trần nối kết nhân loại với Thiên Chúa để tạo nên một thiên đàng vĩnh cửu. Và nhạc phẩm Đứa Bé Vừa Rồi qua sự biểu diễn của hai bạn Thuận và Hiền đã khép lại chương trình văn nghệ đêm nay. Và giờ đây xin mời cộng đoàn nán lại ít phút và đến với phần quay số trúng thưởng. Vâng, xin mời ông Xuân là người phụ trách, xin trân trọng kính mời.